ra. Giờ được không? Con lấy cái khác. Một quả à? Thế thực ra làm gì? Nó đồ ăn à? Hay làm sao? À, món gì đấy? Đây là thịt cá. Món thịt cá. Vâng. Hôm nay mình không đi chơi à? Hôm nay nắng lắm nhỉ? Nắng lắm không đi được đâu. Ôi trời, nắng nắng vỡ đầu. Ra ngoài nóng vỡ là nóng nhỉ? Nóng vỡ là nóng luôn. Nhà chơi cũng được. Đúng không? Nay thì em hổ làm sao mà biết làm gì? Em hổ chả biết làm gì. Đây.